Hello, xin chào. Cũng lâu lắm rồi, bữa nay mới đi dạo lại đây. Thực ra con đường này nó ngược hướng đi về nhà mình. Cho nên hôm nay là lần đầu tiên đi khám phá. Mình thì cũng khá là lười, làm biếng quá cho nên là thường từ nhà đến trường thì quay trở lại thôi. Đây cái kiến trúc có cái sắt mỹ thuật giống ở Việt Nam này. Thực tế thì ở ta ra cái khu vực này nhà cửa nhìn nó cũng khá đặc trưng, nó sẽ theo block này, không biết chung cư hay là cái gì. Thì trước giờ mình không đi đường này bao giờ, tự nhiên hôm nay đi thấy đúng cái hay hay, thấy nó thú vị. Là đi trước giờ ở bên kia thì đi đường kia nó quá quen thuộc, hôm nay đi đường này thì thấy nó lạ hơn một tí. Ồ, hóa ra ở bên này nó nhiều cái hẻm ghê. Đây nó kiểu theo ô ban cờ á, nên thế nhưng mà đi ngược lại thì sẽ về nhà thôi. À, đây có quán cà phê này. Chúng cứ đi bừa thế, đi đúng một vòng tròn là coi như là quay trở lại nhà thôi. Hôm nay thì do ngồi cả ngày rồi cho nên cũng muốn đi bộ một tí. Hóa ra ở phía sau này có những cái điều thú vị, nó lạ mắt thế, nói là thú vị nhưng thực ra là nó làm ăn thì có quán cà phê nhỏ nhỏ thì không nào sẽ vào ngồi khám phá này. Đây thì nhà người ta xây chủ yếu nhà người ta ốp từng gạch bên ngoài á, nó mấy cái nhà nhỏ nhỏ ấy, đây là khá phổ biến. Như bên này cũng vậy này. Ở Đài Loan kiến trúc nhà nó có một cái là người ta rất là chuộng cái việc ốp và gạch nhà nhỏ nhỏ như thế này, có thể là văn hóa, cũng có thể để chống thấm chống đôi gì đó. Cơ bản người ta rất thích những việc này. Qua đây cũng một thời gian dài rồi mà cũng không có chịu khó đi đâu cả à. Nên cũng khá là ít biết những thứ bên này, tính ra cũng tiếc thật. À đây, đây bây giờ đang đi tới thẳng cái đường này là về lại cái block của nhà mình ở rồi. Như đi đổi gió, khám phá coi thế nào nó có cái gì. Nhà cửa đây thì nó tương đối cũ thôi. Cái khu vực cao hùng này ở lên trung tâm cũng vậy, nhà của cũ nó rất là nhiều. Khu vực này còn khá là vắng do đường trong hẻm ấy, không phải là cái con đường đến đường chính cho nên là tương đối là vắng. Đây có cái sừng gỗ này, đây về tiền tiền nhé, mình đi đi bộ thôi. Đó, cái block xa xa đầu kia là chính là cái chỗ nhà mình ở này. À, nếu như đi vào trong này thì có thêm một số con hẻm, nhưng mà kể cùng là mình cũng ít đi cho nên cũng không biết. À, tương đối là lụp xụp cũng khá nhiều này. Khu này khu nhà nghèo mà. Nhìn chỗ này nó khá là hoang sơ. À như vậy là quay trở lại block của nhà mình đây này. Còn ở đây là cái
ký túc xá của những người lao động Philippines đây này. Đó, còn cái block bên này là block của mình ở gần chỗ bán từ xe. Tôi đi qua đường xe nên đợi cho nó đàng hoàng nhé. Đi mà lăng quàng cũng nên. Đó, cái trục đường này đi lên thì đúng là đi lên của trung tâm đấy. Nhưng mà cái đoạn sau này là cái đoạn đường mình ở là đoạn đường cuối ấy. Cho nên là rồi, đây là chỗ mình ở này, về tại trung nhà này. Nhưng đi lên đường này thì đúng là đường chính này. Đường này thì đúng một sân là và đây đã về lại sân nhà này. Đó, bình thường là đi thẳng tới này là tới trường này. Thế nha, bây giờ đã về lại nhà rồi. Chúc các bạn bye bye.